Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự hiệp thông hay rước lễ. Ý nghĩa của sự hiệp thông trong Kitô giáo là gì? Một hành động hoặc mỹ vị chia sẻ. Một bí tích Kitô giáo trong đó bánh thánh và rượu được thánh hiến được dùng làm kỷ niệm về cái chết của Chúa Kitô, hoặc là biểu tượng cho việc thực hiện một sự kết hợp thiêng liêng giữa Chúa Kitô và con người, giao tiếp hoặc là thân thể và máu của Chúa Kitô. Mục đích sự hiệp thông là gì? Theo Kinh Thánh, các Kitô hữu tham dự rước lễ để tưởng nhớ thân xác và máu của Chúa Giêsu đã vị vỡ và đổ ra thập giá. Lấy thánh rước lễ không chỉ nhắc nhở chúng ta về sự đau khổ của mình, nhưng cũng cho chúng ta thấy số lượng của tình yêu Chúa Giêsu đã cho chúng ta. Làm thế nào để bạn rước lễ? Bạn có thể nhận được mình và máu Chúa Kitô. Linh mục sẽ đặt nhận chủ lưỡi trên hoặc trong tay bạn. Sau đó một linh mục khác hoặc bộ trưởng bí tích thánh thể sẽ dâng chén thánh của Chúa Kitô. Từ đó bạn có thể uống một ngụm nhỏ. Có gì trong rước lễ? Rước lễ còn được gọi là bữa ăn tối của Chúa, được thực hiện để tưởng nhớ những gì Chúa cứu thế của chúng ta. Chúa Giêsu Kitô đã làm cho chúng ta trên thập giá. Bánh mì tượng trưng cho thân thể của Ngài đã bị cọ rửa và vỡ trước và trong khi đóng đinh của Ngài, và chiếc cốc tượng trưng cho máu đổ của Ngài. Ai có thể rước lễ? Nói cách khác, chỉ những người hợp nhất trong một tín ngưỡng, bảy bí tích thẩm quyền của giáo hoàng và giáo lý trong giáo hội công giáo mới được phép rước lễ. Tại sao Kitô hữu lại rước lễ? Theo Kinh Thánh của giáo hội công giáo, bí tích thánh thể là sự hy sinh thân xác và máu của Chúa Giêsu mà ông đã thiết lục để duy trì sự hy sinh của thập giá trong suốt các thời đại cho đến khi trở thành trong vinh quang. Bạn nói lời cầu nguyện nào sau khi rước lễ? Tôi cảm ơn bạn, Chúa Thánh Thần, Cha Toàn Năng, Thiên Chúa Vĩnh Cửu, người đã từ chức không phải nhờ bất kỳ công trạng nào của tôi, mà là từ sự tha thứ của lòng tốt của bạn, để cảm ứng cho tôi một tội nhân, tôi tớ không xứng đáng của bạn, với mình và máu quý giá Chúa, con của bạn, Chúa Giêsu. Có gì là lợi ích của mình Thánh Chúa bên cạnh việc được tái sinh trong Chúa Kitô? Trước lễ là kênh truyền giáo chữa lành và trọn vẹn của Thiên Chúa. Ngài biết Ngài sẽ làm gì qua sự hy sinh của Ngài trên thập giá. Chúa Giêsu muốn chúng ta ý thức làm thế nào cơ thể của Ngài bị vỡ để chúng ta có thể được làm cho toàn vẹn, và máu của Ngài đã đổ ra để tha thứ cho tội lỗi của chúng ta. Những lời nói trong hiệp thông là gì? Bí tích thánh thể còn được gọi là rước lễ hay bữa tiệc của Chúa trong Kitô giáo. Nghi thức hành bữa tiệc ly của Chúa Giêsu với các môn đệ của mình, theo đó, theo truyền thống, Chúa đã chọn bánh mình và giữ từ ngữ: đây là cơ thể của ta, lời nói: đây là máu của ta. Câu chuyện về việc thiết lập bí tích thánh thể. Tại sao bữa tiệc của Chúa lại quan trọng? Rượu nhắc nhở chúng ta về máu của Chúa Giêsu mà Ngài đổ ra cho chúng ta trên thập giá. Chúa Giêsu yêu thương chúng ta đến nỗi Ngài đã hiến thân và máu của Ngài cho chúng ta, để chúng ta có thể được tha thứ khi chúng ta phạm tội. Đó là rất nhiều tình yêu cho mỗi người chúng ta. Khi chúng ta dùng bữa tiệc ly của Chúa rước lễ, điều quan trọng là phải nhớ sự hy sinh của Chúa Giêsu cho chúng ta. Sự hiệp thông trong Kinh Thánh là gì? Di chúc mới, ý nghĩa thiết yếu của bao trùm các khái niệm được truyền đạt trong cộng đồng thuật ngữ tiếng Anh. Sự hiệp thông, sự tham gia chung, chia sẻ và thân mật. Do đó, có thể đề cập đến một số bối cảnh cho một món quà đóng góp chung. Các chữ xuất hiện
19 lần trong hầu hết các phiên bản của Hy Lạp Tân Ước. Chúa Giê-xu đã nói gì về việc rước lễ? Chúa Giê-xu đã thực hiện việc rước lễ qua bữa ăn tối cuối cùng mà Ngài chia sẻ với các môn đệ của Ngài. Người cầm lấy bánh và khi Ngài đã phá vỡ nó và nói, đây là cơ thể của ta và Ngài dành cho bạn. Làm điều này để tưởng nhớ đến ta. Theo các tương tự, Ngài cũng lấy chiếc cốc bữa ăn tối và nói, chiếc cốc này là giao ước mới trong máu của ta. Các sứ đồ và hiệp thông là gì? Giáo lý của giáo hội đặt nguồn gốc của bí tích thánh thể trong bữa tiệc ly của Chúa Giê-xu với các môn đệ của mình. Tại đó, Ngài đã lấy bánh và đưa cho các môn đệ của mình, bảo họ ăn nó vì đó là thân thể của Ngài. Và Ngài lấy một cái cốc và đưa cho các môn đệ của mình, họ bảo uống vì đó là máu của Ngài. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.